An Điền là một làng nhỏ thuộc quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương, là mặt trận khét tiếng của quân đoàn 3 trong mùa hè năm 1974. Tư lệnh quân đoàn lúc bấy giờ là Trung tướng Nguyễn Văn Minh, lên thay thế Trung tướng Đỗ Cao Trí bị tử nạn trong chuyến bay trực thăng từ Gò Dầu đi Campuchia. Đầu tháng 6 năm 1974, chi đoàn chúng tôi di chuyển suốt đêm từ Phú Giáo tới Bến Cát khi trời còn rất tối. Trước đó đã có nhiều đơn vị tham chiến từ đầu tháng 4 năm 1974 mà mãi đến tháng 6 vẫn chưa xong. Trung tướng Nguyễn Văn Minh giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh phải dứt điểm mặt trận An Điền, rồi tiến lên căn cứ 82 Rạch Bắp, đường lên Trị Tâm, Tây Ninh, bị địch chiếm từ lâu. Đại tá Ngô Kỳ Dũng là chiến đoàn trưởng ra lệnh cho con binh bắt cầu phao từ Bến Cát qua sông Thị Tính để tới An Điền. Địch đã chọn địa thế rất bất lợi cho quân ta, công sự phòng thủ địch trên một dốc cao, một đoạn đường ngắn từ bờ sông Thị Tính đến mục tiêu rất cam go. Xung quanh con đường là ruộng rẫy, không phải chiến trường lý tưởng cho thiết giáp. Cầu phao bắt sông, chỉ đội M41 vượt qua thì bị địch bắn cháy một chiếc, rớt xuống sông. Cầu phao bị nghiêng, chúng tôi phải trở lại bố trí bên này sông, chờ công binh sửa cầu lại. Cầu sửa xong, bộ binh tiến qua để làm đầu cầu cho thiết giáp vượt qua. Chi đoàn cùng một chi đội M41 vừa qua sông thì cả trung đoàn địch dùng hết hỏa lực để áp đảo tinh thần quân ta. Lúc đó như lân gặp pháo, đang nổ trên đầu với những tiếng nổ đủ loại súng cùng một lúc. Tiếng cấp chỉ huy rõ ràng, bình tĩnh, điều động từng đơn vị nhỏ. Ở chiến trường, khi nghe tiếng cấp chỉ huy điều quân trên máy thì tinh thần người lính rất vững tâm. Chúng tôi ngay đầu vừa đội pháo 130mm vừa tiến chiếm mục tiêu, trận chiến như trời long đất lở. Thiếu tướng Lê Minh Đảo từ trên trực thăng ban lệnh súng cho bộ binh và thiết giáp, chiếm tới đâu phải nằm xen kẽ và bộ binh phải đào hố cá nhân ngay để tránh pháo địch. Vậy mà chịu không nổi pháo địch, ta vừa chiếm xong, địch chiếm lại, cả tuần lễ mới chiếm lại được An Điền. Sau khi chiếm xong, tôi đứng trên M113 nhìn chung quanh đổ nát. Bấy giờ An Điền chỉ là một đống gạch vụn, xác địch nằm la liệt, chết đủ kiểu, sinh thổi, ăn cơm cũng không vô, phải nhờ công binh ủi đi chôn. Chi đoàn chúng tôi nằm bố trí chung quanh An Điền, hàng ngày các chi đội thay phiên nhau hành quân chung quanh. Một ngày địch phục kích bắn chết một chi đội trưởng, chi đoàn tiến lên để truy lùng địch thì chúng rút mất tiêu. Tôi đứng gần tiểu quý chi đội trưởng chết, ông bị một viên AK xuyên thủng từ chân mày qua óc, mắt còn mở như tức giận. Tôi cúi xuống nhặt cọng cỏ khô rơi ngay chỗ bắn, rồi vuốt mắt ông nhắm lại. Sau đó một chi đoàn M48 chiến xa cùng bộ binh tiến lên chiếm căn cứ 82 Rạch Bắp. Đại tá Ngô Kỳ Dũng nói với chi đoàn trưởng chi đoàn M48 chiến xa: chiếc lon thiếu tá của tôi ở trong căn cứ 82. Ở đây địch và ta đọ sức cả mấy tuần liền, hai bên thiệt hại rất nhiều. Tôi cùng bạn bè thay phiên nhau qua chợ Bến Cát uống cà phê. Có hai chị em đang học cấp 2. Tôi hỏi: các cô thích lính Cộng Hòa hay Việt Cộng? Các cô nói: men lính Cộng Hòa ăn uống trả tiền đàng hoàng, còn mấy ổng tôi gõ cửa xin ăn uống, con đóng thuế và bắt đi chặt công. Thang ôi, người dân sao quá đọ đài khốn khổ, chỉ giặc miền Bắc vào đây mà mình không đủ sức để bảo vệ họ.